Nhiều khi học bị chết đấy ha. Học chết. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ đi đến cấu trúc của bài số 12 này. Cấu trúc mới liên quan đến trên thông mệnh chơ, là cái truyền thống, cái những cái lễ truyền thống. Thì nói chung là thay vì lúc trước mình có là Senan Chusok, thì hai cái lễ đó là hai cái lễ lớn mà mình gì đây gặp nhiều rồi, nhưng mà bây giờ nó còn những cái lễ phụ mà ngày xưa ấy thì người ta cũng ăn những cái lễ này, người ta cũng tổ chức những lễ này, nhưng mà vì thời đại hiện đại bây giờ rồi, người ta lược bỏ hết, chỉ còn là Chusok với Senan thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu của ngữ pháp cho các bạn rồi, thì bây giờ chúng ta tìm hiểu ngữ pháp trước ha. Bây giờ mình có động từ tính từ đi với a ơ tô. Động từ tính từ đi với a ơ tô. Và đôi khi người ta cộng còn ả mu đi vào trong đó nữa, nhưng mà đôi khi ả mu đi được lược lược bỏ chỉ còn a ơ tô, nhưng nếu các bạn nói thêm ả mu đi vào thì nó càng hay. Ả mu đi đi với động từ và cộng với đi với động từ tính từ và cộng với a ơ tô. Cấu trúc này đi với đuôi a ơ thì chúng ta biết kết thúc bằng a o, thì là chúng ta đi với cái gì đó, đúng không? Đuôi a ơ này chúng ta học lên trung cấp thì đuôi a ơ này là quá chuyện quá dễ à, chia như thế nào đó. A mu đi này chúng ta có thể tiêm vào cũng có thể là lược bỏ, nhưng như cô nói thêm a mu đi vào cái câu càng hay. Thì cấu trúc này nó có nghĩa gì, chúng ta đi với nghĩa này chứ. À, còn danh từ nữa ha. Danh từ đi với y, mở ngoặc, đóng ngoặc và đi với rà tô. Đó, cô nhìn trong sách là cô quên đi. À, phải cô phải tự nhớ ấy. À, không 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 nhìn trong sách là đã quên đi là có danh từ, có các thì này kia không? À mua đi, đi với động từ tính từ và với a ô tô. Và danh từ thì đi với y và đi với rà tô. Thì y rà tô này mình có bắt chim hay không, bắt chim mình sử dụng như thế nào nha. Bây giờ cấu trúc này nó có nghĩa như thế nào, ghi rồi cô đọc lý thuyết cho các bạn nha. Rồi bây giờ cô đọc lý thuyết nha. Cấu trúc này diễn tả Cấu trúc này diễn tả cấu trúc này diễn tả mệnh đề trước. Cấu trúc này diễn tả mệnh đề trước dù như thế nào, mệnh đề trước dù như thế nào dù như thế nào và bất chấp những gì xảy ra trong mệnh đề trước, và bất chấp những gì xảy ra trong mệnh đề trước.
chấp những gì xảy ra cho mình đề trước. Chấp những gì xảy ra cho mình đề trước. Thì nó vẫn thực hiện. Thì nó vẫn thực hiện. Tương đương với nghĩa tiếng Việt là cho dù, mặc dù thì cũng. Cho dù phải, mặc dù đó, thì cũng. Cho dù, mặc dù. Cho dù, mặc dù thì cũng. Ví dụ cô nói cho dù là buổi sáng không có thời gian, mặc dù hoặc là dù thì cô cũng phải nhất định ăn sáng, ví dụ như để tốt cho sức khỏe đấy. Vì gì đây? Vì cô bị đau bao tử chẳng hạn. Vì bị đau bao tử nên là cho dù không có thời gian nhưng nhất định buổi sáng cũng phải ăn. À, thì cô có 시간 없어도. Si can thì hợp tà, ý là những cái đơn giản đúng không? Si can thì hợp tà, bỏ tà đi, kết thúc bằng cô đi với đây đuôi, bắt đầu bằng a ơ thì mình chia như vậy a ơ, nhưng mà ở đây a ơ gì, a ơ tô cô đi với, kết thúc bằng đi với tô a mu đi, nếu mình cho a mu đi vào thì càng hay, còn không lược bỏ cũng không sao, nó vẫn mang nghĩa như thế. A mu đi si can thì hợp sao tô A chim ưu cốt mù cô ya tè o. Vậy gì đây? Ăn ăn sáng. A chim ưu cốt mù cô ya tè o. Ví dụ như các bạn này bận, cho dù em bận như thế nào thì em cũng phải gì đây, học tiếng Hàn chăm chỉ, em sẽ học tiếng Hàn chăm chỉ, cho dù là bận như thế nào em cũng học tiếng Hàn. Và gì đây, ví dụ như là về mình bận con bận cái, nhưng mà cho dù là có bận như thế nào thì gì đây, mình cũng nhất định là học tiếng Hàn, học lên cao, hoặc là học cho gì đấy, cho đến khi nào biết tiếng Hàn thì thôi, vân vân. Ví dụ như là hôm nay cho dù em có bị ốm, bị sốt nữa thì hôm nay em cũng tham gia cái buổi học này. 아무리 아파도 thì gì đây? 수업 시간에 잠석 한 거예요. Cho dù là em mỗi một thì nhất định bữa hôm nay em cũng tham gia vào lớp học, cũng không nghỉ chẳng hạn. Thì cô có tiếp tục ngồi đây ha. Amuri apato hoặc là bapato. Vì câu cho dù có bận cái nào hoặc là bị ốm bị đau như thế nào đấy, cô có bapata. Bapata thì đây kết thúc bị mất đi tắt, cô chuyển qua là bapato. Amuri bapato. Suop si gan ne. Cút chăm sóc hành còi ạ.
Cho dù cuộc sống sinh hoạt ở Hàn Quốc có mệt mỏi, có gì đây, có khó thích ứng đến đâu thì em cũng phải cố gắng hết mình. Chẳng hạn Hàn Quốc kề xa xa nên cờ sơn hay hay nói cái khác là Hàn Quốc sao ngọt Hàn Quốc xe hoa nghe chơ ưng hai kia ca ở rơ vô tô. Việc thích ứng nghĩ với gì đây, cái môi trường sống của Hàn Quốc dù cho khó cỡ nào thì chê sơn thả hai cái sừng gì ra là gì đây, nỗ lực mà ni hai cái sừng gì ra à mu đi Hàn Quốc xe hoa. Xe hoa Hàn Quốc xe hoa đê. Chờ cưng hà kì gà. Ở rô vò tô. Đấy, cái việc thích ứng với cái môi trường Hàn Quốc này dù đây, dù có khó đến đâu, ơ rơ tạ. Dù có khó như thế nào, dù có vất vả như thế nào, việc thích ứng. Ơ rớp, ơ rớp tà thì ơ rớp tà đi với đuôi a, ơ rớp bị bác quy tắc cô đi với u và thêm ơ vào thì biến thành u và đi với ơ vào ơ rớp ơ tổ á mô đi hàng cúp xe hoa chơ ưng hà kì ca ơ rớp ơ tổ chê sơ hà kết xin ta sẽ nỗ lực hết mình à. Chê sơ hà kết xin ta hà kết xa ya. À, còn chê sơn thả ha đà nè chê sơn thả ha kết sinh đi ta cái này thiếu cô viết xuống đây cho dễ ha, chỗ này cô bôi ha thả ha kết sinh đi ta cái gì nữa nhỉ cô? Jason nha, cô biết Jason, Jason hơn thả ha kết sinh đi ta, cái tên này mình học rồi đó, cố gắng hết sức mình đi. Cho dù công việc có nhiều đến đâu, thì Tết hoặc là gì đây vào ngày Tết tôi cũng sẽ đi về quê hoặc là cô Tuấn cũng phải đi về quê. Inji mà NATO hoặc là cho dù xa đến đâu, Chippy Maroto cho dù xa nhà đến đâu thì cô tôi cũng phải nhà xa đến đâu hoặc là quê hương xa đến đâu. Amuri Maroto thì gì đây cô Giang nghe có khẳng coi ở Chu Sơ Kê hoặc là Sơn Lan Kê. Amuri Maroto cho dù có xa đến đâu đi chăng nữa thì đây vào ngày lễ ngày Tết tôi cũng phải về quê. Amuri mệnh tà, cô có mệnh tà à, mệnh tà này cô bỏ tà đi đi với kết thúc bằng cô đi với ở tô. Amuri Maroto mệnh chơ mình cho đây là những ngày lễ đấy. Mình cho đây à, vào ngày lễ ngày Tết đấy tôi cũng phải là cô giang nghe khả gia tiểu cô hăng e khả gia tiểu à bây giờ cô cho một câu nữa cô giang nghe khả sơ và ca chốt hàm kê chinh nè gia tiểu cô ya nghe khả sơ là à, nói luôn đi về quê rồi cùng gia đình trải qua cho dù có xa đến đâu thì vào ngày lễ ngày Tết cô cũng đi về đây rồi cùng với gia đình trải qua ngày ngày lễ ngày Tết khả sơ cà chốt hàm kê
지내야 돼요. 지낼 거예요. 그냥 해야 돼요. 이거가 아무리 멀어도 먼저래 고향에 꼭 가서 chẳng hạn, tôi cũng nhất định phải về, có thể cho con vào. Nếu bạn đến đâu tôi cũng nhất định về quê. Có khả sơ cà chốt hàm kê chính nên coi học. Rồi bây giờ tiếp theo có ví dụ nữa. Cho dù tiền nhiều như thế nào mà không có sức khỏe thì không có tác dụng gì cả. Là các bạn mong ước được tiền nhiều nhưng mà có sức khỏe là mới làm ra tiền. Còn không có sức khỏe thì có tiền nhiều cũng không có tác dụng gì cả. Thì bây giờ cô có 아무리 돈이 많아도 할아버지의 돈이 많이 있어도 아무리 돈이 많이 있어도 있어도 건강하지 않으면 mà không có sức khỏe đấy, cơm căng ha tạ của đối với chị anh ta, mà nếu không có sức khỏe thì anh nữa nương thì là so yong mi ok cũng không có tác dụng gì cả. So yong mi ok cơ tương nhận chẳng hạn, cô dùng cơ tương nhận. Cô tôi nhau này chương trình ở lớp 2 học rồi. Đưa cô tôi nhau này này, ở lớp 2 hiện tại cái xe thu hút này. Amuri thuần mà ni số tô cơn ca hát chi ảnh nó mang su yu mi ổ cơ tương nhau. Không có tác dụng thì không có ích gì cả. Ví dụ, 아무리 열심히 공부해도 nhưng mà gì đây? 한국말은 이제 할수 없어요. Cho dù có chăm chỉ học cái tiếng Hàn như thế nào thì tiếng Hàn cũng gì đây cũng không thể hiểu nổi hoặc là cũng không tiến bộ chẳng hạn. Amuri yoshimi konbu hedo, cái này là chăm chỉ một cách mà không biết là chăm chỉ gì, nếu mà chăm chỉ để học là gì đây sẽ tiến bộ, nhưng mà ví dụ trong trường hợp là chăm chỉ yoshimi konbu hedo amuri yoshimi konbu konbu hoa tính từ động từ chi như nhau. À ha ta cũng chuyển lên hè hè tô Amuri yoshimi konbu hedo Hàn Quốc sẽ là gì chi ảnh nào cũng không có tiến bộ về mặt năng lực tiếng tiếng Hàn.
Hàng cục cờ nương nương lợt. À xin lợt cũng được và nương lợt cũng được. Xin lợt gì? Nương chi à này ạ? Có gì có chăm chỉ học như thế nào thì năng lực tiếng Hàn cũng không có tiến bộ cho lắm. Nhìn chi anh á anh này không. Rồi bây giờ cô đi đến danh từ. Bây giờ danh từ cô ví dụ gần gũi hết nè. Cho dù là nước nào thì cũng có người tốt và người xấu. Ví dụ như bây giờ mình ở nước Hàn Quốc này, người Việt Nam thế này thế kia, nhưng chưa chắc là người Hàn Quốc đã chưa thế kia thế nọ. Ở đâu cũng thế. Và mình đánh giá người Hàn Quốc thế này thế kia, nhưng chưa chắc ở Việt Nam đã được tốt hơn. Không thể so sánh được. Mỗi người, mỗi nước, mỗi khác nhau. Phong tục tập quán khác nhau. Mình đã đến gì đây? Mình đã đến cái Hàn Quốc, sống cuộc sống của người ta rồi, ở sinh hoạt của người ta thì mình phải tập thích nghi. Đừng đổ lỗi cho ai cả, đừng đổ lỗi cho cái này thế kia. Mình đã chọn cuộc sống như thế này rồi, ở Việt Nam thế này thế kia, sao Việt Nam thì sực sướng hơn như thế. Cũng có cái sướng, cũng có cái khổ, sang bên đây cũng thế. Nhưng mà đất nước bên đây nó tan tiếng hơn. Thì là gì đây? Đi đâu cũng không bằng quê hương của mình. Nhưng mà mình sống cuộc sống ở đây thì nó sẽ thoải mái hơn là quê hương mình một chút. Tại vì đây cái quê hương mình thì nó chưa tân tiến cho lắm. Và ví dụ như thoải mái hơn là thoải mái việc gì? Không phải thoải mái cho bản thân mình mà cho những đứa con của mình, vâng vâng. Vì là học hành nè, việc này khiêu dúc nè, đó là giáo dục và gì đây, ươi quan nè, là về cái ươi điêu, hoặc là ươi quan là về cái gì đây, y tế. Nó gì đây? Nó được hơn bên mình cho nên là ở đâu cũng vậy, kể cả Mỹ, nước ngoài, kể cả đâu, không phải Việt Nam ở quốc mà đâu cũng thấy đâu có người này người kia. Tại vì vốn vĩ con người ta đã là cho mang trong lòng là hay có sự so sánh đấy, ai cũng thế. Ví dụ như nếu mà con thì so sánh con của mình với con người khác. Hoặc là nếu mà chồng thì so sánh chồng mình với chồng người khác. Hoặc là vợ thì với vợ mình với vợ người khác. Còn nước thì so sánh nước mình với nước người khác, hoặc là so sánh nước khác với nước mình. Đấy, cô nói trong bất cứ con người nào cũng có một sự so sánh. Nhưng bây giờ mình đừng có so sánh đi thì cuộc sống nó sẽ thoải mái hơn. Nó không gây áp lực cho ai cả. Bỏ sự so sánh đi thì là gì đây? Nó không gây áp lực cho một ai cả. Rồi, bây giờ tiếp tục như cô nói. Ở nư nà ra tô, cho dù đất nước nào đi chăng nữa, có ở nư nà ra. Ở nư nà ra này đó là danh từ, cái này không có bắt chim, cô đi với tô, đi với y. Ở nư nà ra 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 tô, không có bắt chim, cô đi với ra tô. Ở nư nà ra ra tô thì là gì đây? Nà bưng xà ram y cô cho ưng xà ram tổ y xoay. Nạp sarami ikko chokun sara isa isa. Chỗ ưng xa làm tô, chỗ này mình cho tô vào đấy là hay hơn nha. Nạp ưng xa ra mi ikko, chỗ ưng xa làm tô isayo. Nếu như chỗ này dùng hai chữ tô để nhấn mạnh cái câu này luôn. Nạp ưng xa ra mi ikko, chỗ ưng xa làm tô isayo.
Còn hai cái từ vào đây như cô nói, trong cái trường hợp hai từ ra để người ta nhấn mạnh câu cũng có người tốt và cũng có người xấu. Đâu có đất nước nào chỉ toàn người tốt thôi, chỉ có trên thiên đàng mới là thần tiên ấy, là toàn là người tốt, là thần là tiên rồi. Còn nước nào thì cũng có người này người kia. Đây, tiếp tục. Cô có. Bây giờ chúng ta này, gia đình chúng ta như cô nói hồi nãy. Đó. Gia đình chúng ta là ở đây, quê hương chúng ta là ở bên bên Việt Nam. Nhưng mà cho dù cuộc sống ở bên đây nó có như thế nào, là nơi các bạn sống ở nơi nào đi chăng nữa, thì sống cùng với gia đình, cùng với những người mình yêu thương thì đi đến đâu cũng được, không quan trọng. À, thì cô sẽ có một câu là như thế này với y chang đây. Ở nương có ti ra to sa rang hà nên sa ram ham kê sa nhân gì đây sang khoang ở sài là không có quan tâm. Dù là ở nơi nào đi chăng nữa, chỉ cần ở gần mình, người mình yêu thương, chỉ cần ở gần gia đình mình thì nơi nào cũng không quan trọng. À đây cô sẽ một câu. Nương có ti đà to, cho dù ở nơi nào đi chăng nữa, cột là nơi này có ba chim, cô đi với y và cũng có đà to. Nương có ti đà to sa đang hai nên sa đang khoa ham kê gì đây is sun su is sun nhau, hoặc là gì đây ham kê xả nhau thì lệ sang khoa nghỉ ốc sợi, không có quan tâm. Quan tâm là dù ở nơi nào đi chăng nữa, sa đang hà nên sa ram ở cùng với những người mình yêu thương. Sa đang hà nên sa ram tơ qua cạnh chi sài nha. Thì là gì đây? Sang khoang nghi ập sợ à? Sang khoang là không có liên quan, không quan tâm đấy, không quan tâm gì ở nơi nào đi nữa, chỉ cần là ở với người mình yêu thương, tôi không quan tâm là bất cứ nơi nào. Sang khoang nghi ộp sợ, ộp sợ. Rồi, cấu trúc như cô nói, cấu trúc này nó rất là hay. Các bạn càng đi lên cao nó càng rất là hay lắm. À, và gì đây, các bạn nhớ có thời gian các bạn học là học từ vựng này. Và kèm theo ngữ pháp thì mình nói được nhiều. Còn có thời gian nữa thì làm bài tập những bài của tập quay cho đấy rất là gì đây. Nếu mà các bạn làm bài tập thì các bạn còn hiểu ra được nhiều cái nữa. Tôi nói thật sự. Ví dụ như mình học ở trên lớp mình chỉ hiểu được tầm 60-70%, và trong cái không gian thì tầm 70% thôi, tại vì nó chưa đi rộng ra. Nhưng khi mình tìm hiểu về cái mình đã học trên lớp rồi, về mình còn liền lại xong cái như cô cho lại cái này đây, là cái là bắt các bạn sẽ gặp đến. Cho dù hôm nay không gặp, ngày mai gặp, cho dù ngày mai hay một sau này sẽ gặp, các bạn biết đâu sẽ có một ngày mình sẽ gặp những cái trường hợp đó. Cô nói thật đấy chứ không phải cô nói đùa đó. Các bạn sống ở Hàn Quốc là thế nào cũng có hết. Nếu mà chị hiểu ở Việt Nam, từ xã hội bên ngoài cái gì nó cũng có. Nếu mà các bạn muốn hòa nhập vào xã hội bên ngoài thì các bạn phải biết xã hội bên ngoài nó có những gì, đúng không? Hả?
Rồi, bây giờ ok phần này chưa? Nói chung là chia cái ngữ pháp này nó không có khó gì cả. Nó rất đơn giản. Ví dụ như đơn giản giống như I sơ. Đó. A sơ là vì nên thì thằng này nó cũng chỉ a ơ nên mà a ơ tô nó mang ý nghĩa là cho dù như thế nào đó hay cho dù như thế kia đó. À, thì đây cũng không liên quan, cũng không gì liên quan đến quá trước. Cho dù quá trước như thế nào cũng không liên quan gì đến phía sau. À, cũng không gì đây, không quan tâm, không liên quan đến. Ừ. Như trong trường hợp này này, cho dù mà các bạn có tiền nhiều đi chăng nữa thì các bạn không có sức khỏe rồi thì cũng không có lợi ích hay tác dụng gì cả. Tiếp theo, cho dù gì đây trong trường hợp này, ôi mình học gì đây, ngày nào mình cũng học, mình chú tâm vào học, nhưng mà tại sao lại gì đây? 한국어는 그렇게 늦지 않아요. Trong trường hợp này cũng thế. Cho dù đất nước nào cũng thế, người ta hay đánh giá à, tại vì nước ngoài nước này nước kia này như thế, nhưng chưa chắc nước họ đã không có một người xấu nào. Nếu như nước họ là không có một người xấu nào thì họ đánh giá mình thì ok ha. Và mình cũng thế, nếu như nước mình nó không có một người xấu nào, toàn là người tốt, toàn là thiên thần à, thì là gì đây, mặc có quyền đánh giá cái nước khác chứ không phải là nước à, nước này thế này thế kia. Nhưng mình xét lại với mình, và trước tiên con cái cũng thế các bạn ạ. Các bạn so sánh con của mình ấy với người khác, nhưng mà bản thân mình đã giỏi chưa? Nếu như mình chưa giỏi thì mình đừng bắt con mình phải giỏi, rất là áp lực. Và đừng so sánh là thế này thế kia. Ví dụ như con người ta à, như cô dạy học đây này, con cô nó không biết tiếng Việt đâu, thật sự nó không học tiếng Việt, nó học gì đó. Cô để kệ, sau này học giỏi không, học không học giỏi thôi, hay sau này cô nói đùa, sau này không học giỏi làm thắt bè cũng được, làm thắt bè giao hàng hoặc là theo bố lắp camera kiếm ăn qua ngày. À, tại vì cô không phải là người giỏi thì cô không có ép buộc mình ta giỏi chưa thì bây giờ mình bắt con mình phải giỏi. Nếu nó thực sự nó muốn, nó thích cái gì nó làm cái đó, kể cả giao hàng thắt bè cô cũng ok. Tại vì nó cũng là một nghề nghiệp, nó không có gì xấu cả, trừ khi chứ không đi cướp bóp người ta là được rồi. À, anh ta mê á, anh ta nói lớn là làm thất be đấy. Ai không chào, nhưng mà riêng cái chú thất be mà đến nhà giao chicken, giao visa ha, chào quyết liệt lắm, cúi đầu 60 độ luôn, cảm ơn lia lịa. À, bác cô chú cho kể cho tiền à, cảm ơn một lời nhẹ nhàng xong quay đi. Nhưng mà riêng những cái chú thất bê là chào đến khi mà chú thất bê vào thang máy thì thôi, tương lai tương lai là thất bê. Hả sao em chị, con ngưỡng mộ mấy chú ấy. À, các bạn thấy à, tiền nguyên bố ơi mà bác nó là chào à, nhân si chào nhẹ nhàng lắm, có khi là tưng không chào nữa đấy, lo chơi á. Giờ chú ấy mà mình mới được ăn, mình mới được ăn ngon, mình mới no bụng như vậy. Chào, cô thấy là tại vì mấy người ghi ra thức bê người ta bận muốn chết luôn, người ta giao hàng xong người ta đi chỗ khác, ai hơi đâu mà chào anh ta, mà anh ta nhiệt tình lắm, không để ý cũng chào, mở cửa ra tới thức bê bấm tin là để con lấy cho mẹ. Xa ra mở cửa lấy, à nhanh hay xeo, chạy một cái xâm đi ta, chạy một cái xâm đi, khám xâm đi ta, xua hay xeo. Ôi anh là làm một người mà người ta đi mất tiêu rồi, người ta đi tới thằng máy luôn rồi. À, nhiệt tình cái cỡ đó, đó, tôi nói tương lai là thất bè. Mai mốt là thất bè luôn. À, học nào giỏi là thất bè luôn. Rồi, bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ một cái ngữ pháp nữa để chúng ta đi vào ví dụ nha. Mình có ngữ pháp kê tuê tà, ngữ pháp này chúng ta học ở lớp 2 rồi. Nhưng mà bây giờ cô nói sơ qua một tí. Thay vì mình có trở nên, trở thành của tính từ, hoặc là càng của tính từ, mình có là tính từ đi với a ơ chi tà, đúng không? A ơ chi tà, cái này mình học rồi. Đó là trở nên hoặc là càng của tính từ. Nhưng bây giờ mình nói trở nên của động từ như thế nào? À, bây giờ lúc trước mới đầu đến Hàn Quốc ấy, tôi không biết tiếng Hàn, nhưng bây giờ tôi chăm chỉ học tiếng Hàn hà. Tiếng Hàn Quốc của tôi trở nên hoặc là được giỏi hơn rồi. Được giỏi hơn rồi. Trở nên hoặc là trở thành, đây là tính từ. Ví dụ đi, bây giờ thời tiết trở nên nóng hơn, chúng ta nói 요즘 날씨가 더워졌어요, đúng không?
Nhưng bây giờ động từ mình phải đi như thế nào? Động từ nó sẽ đi riêng, nó không đi với a ơ chi tà đâu, mà nó đi về động từ đi với ghê tuê, ghê tuê tạ. Đó, cho nên khi chúng ta nói về tính từ à, giờ hôm nay nhìn bạn ôi dẹp bơ chết nè, nên bạn trở nên đẹp hơn rồi này đó, trở nên đẹp hơn, ốm hơn gì đó, gọn hơn vân vân. Lúc trước thì là gì đây, mình mà mặt mày đen, nám đen sạm đen, như một thời gian nào đó tinh thần thoải mái, ăn uống thoải mái, chăm sóc da và trở nên đẹp hơn. Thì một người nào đó gặp ai dạo này ôi vô chôm dẹp bơ chết nè, đã trở nên đẹp hơn rồi, thì chúng ta tính từ chúng ta đi với a ơ chi tạ cũng cùng nghĩa là trở nên trở thành, nhưng ở đây là trở nên trở thành của tính từ. Nhưng đối với động từ chúng ta không dùng trường hợp này, mà chúng ta sẽ chia với kê tê tạ. Ví dụ như cô nói chôm mê Hàn Quốc quá xinh đẹp, Hàn Quốc e quá xinh đẹp, Hàn Quốc mà rừng chạy mũ rư nì ca. Nhưng mà dù chôm dò xem hi còn bu ha nì ca hay chẳng hạn. Hay bây giờ cô đi với chị Man đi. À, Hàn Quốc e quá xinh đẹp, Hàn Quốc mà rừng. Chạy một thê đi, chạy một tha tạ, chạy một tha chỉ ma nào bà, chạy một thân đề, chạy một thân đề. Chưa mình nhé, hai chỗ này xem cho đầy đủ hả? Chưa mình nhé, Hàn Quốc ai quạt xinh đẹp, Hàn Quốc mà đơn chạy một hai chị man, chạy một hai chị man. Nhưng mà giờ xin hi công bố hai người ta, dù cho mừng đi, giờ xin hi công bố hai người ta. Do chung do sư mi công bố hành này ca do chung mà ni ăn kê tế sao, hoặc là chạy ha kê tế sao. Nhưng mà dạo này đã giỏi hơn hoặc là đã biết nhiều hơn rồi, mà ni ăn kê tế sao, đã trở nên biết nhiều hơn hoặc là trở nên giỏi hơn. Cô nói biết thì cô có ảnh ta, ảnh ta cũng là gì đấy, động từ đấy các bạn. Anh ta bỏ ta đi, cô đi với kê và đi với tê ta, nhưng mà đã trở nên rồi thì cô dư quá khứ ảnh kê tê sờ hoặc là tê sờ cái gì cũng được nha. À, tê sờ ghép là tê sờ sẽ bị công bố hai nị cả vô cho mơ mà đi ảnh kê tê sờ, hoặc là vô cho mơ chạy hai kê tê sờ giỏi hơn rồi. Đó, cái này chúng ta học rồi. Lúc chúng ta đến Hàn Quốc, chẳng hạn chúng ta không ăn được món cay hoặc không ăn được món Hàn Quốc, nhưng vì lý do đơn giản là vì cái món Việt Nam đắt quá. Thế tập ăn món Hàn Quốc cho dần đi. Lý do đơn giản như thế, cô là như thế. À, làm đầu là sang là bắt đầu, hoặc là bắt đầu tiếp xúc với món hàng này là ăn không được. Buổi sáng là thường thường ở Việt Nam ăn bún ăn này kia, nhưng mà buổi sáng nhồi cơm vào không
nổi luôn. À, mình phải tập dần đi, tại vì làm gì có bún có cháo mà lại